Là 4 giờ chiều của ngày 30 tháng 4, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một sập Ngũ Phúc 1m8 2m. Bộ sập này thì đã có hai bác khách hàng ở bên Thanh Ba sang ký duyệt ở buổi sáng ngày rồi. Đấy, thì tôi có quay lại một video để gửi tới bác khách hàng đây là chiếc sập, cũng như giới thiệu với quý vị và các bạn chiếc sập Ngũ Phúc 1m8 2m này. Đây là một sản phẩm hàng rất là đặc sắc và được đục chạm cực kỳ tinh xảo của chúng tôi. Đây là tổng thể của chiếc sập 1m8, rất là đẹp. Tôi quay gần hơn để cho mọi người thấy được độ chi tiết của chiếc dạ sập này. Đây là phần đục chạm ở giữa này, rất là sắc nét. Hai bác khách hàng ở Thanh Ba này là cũng đặt chúng tôi một thời gian rồi, chúng tôi mới xong được chiếc dạ sập này, hàng rất là nét. Đây là toàn bộ phần dạ trước của chiếc sập, đục chạm cực kỳ đẳng cấp luôn. Đấy, từng bông hoa cho đến những cái nụ, đấy, những con sóc này cực kỳ sinh động luôn. Đây là phần chân, chân này là chạm rơi nhá, gọi là Ngũ Phúc, nghĩa là 5 con rơi. Thì ở dạ là có 3 con rơi rồi, vì đầu chân 2 con rơi nữa thì là 5 con rơi Ngũ Phúc. Đây, một con rơi ở giữa này, con rơi đây này, đây chú rơi này, đấy, và hai chú rơi ở hai đầu chân nữa là 5 con rơi gọi là Ngũ Phúc. Đấy, chân này là gọi chân Tùng Lộc, cái tùng và con lộc gọi là Ngũ Phúc Tùng Lộc, là ý nghĩa và tên gọi của cái sập này. Đó. Tôi quay phần như là máy đốc vậy, phần đốc là phần đốc, mặt sập là hai lá, mặt hai lá. Quý vị nào mà sành đồ gỗ, biết về các loại gỗ thì có thể nhìn thấy được đây chính là tôm của gỗ gỗ đây. Chỉ nhìn đây mình tôm gỗ là biết tôm gỗ gỗ. Thì quý vị ai có nhu cầu muốn sở hữu những chiếc sập gỗ đẹp đặc sắc như này thì có thể liên hệ với đồ gỗ Tùng Tám theo số gọi là 0987510086, truy cập website đồ gỗ tùng8.com. xưởng tức là có địa chỉ ở Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Rất cảm ơn mọi người đã xem clip này và hẹn gặp lại trong những clip khác nhé. Mọi người nhớ bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Xin chào.